báo động tình trạng lây nhiễm cộng đồng và cách phòng chống dịch hiệu quả. Trong thời gian vừa qua, tại nước ta ghi nhận nhiều ổ dịch trong cộng đồng với tính chất đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng, khiến tốc độ lây nhiễm tăng cao và liên tục lập đỉnh về số ca dương tính với COVID-19 trên cả nước được ghi nhận trong ngày. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, nước ta hiện đang tập trung toàn nguồn lực cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử, triển khai trên quy mô cả nước, ở tất cả các điểm cố định lẫn lưu động. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi việc tiêm chủng qua sổ sức khỏe điện tử. Việt Nam đặt mục tiêu đến cuối năm 2021, đầu năm 2022 sẽ đạt miễn dịch cộng đồng, đảm bảo rằng 70 triệu người dân tiếp cận được vaccine. Để chiến dịch tiêm chủng lịch sử đem lại hiệu quả, người dân cần chung tay với chính phủ phòng chống dịch COVID-19 bằng cách thực hiện đầy đủ các biện pháp được Bộ Y tế khuyến cáo, dù trước, đang hay sau tiêm chủng. Thông điệp 5K. Đầu tiên, cần phải ghi nhớ và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, nhằm giữ an toàn cho bản thân và xã hội trong đại dịch. Sử dụng vật dụng cá nhân và hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Cần chuẩn bị riêng những vật dụng cá nhân như cốc nước, khẩu trang, nước sát khuẩn, quần áo khi hoạt động nơi đông người. Hạn chế dùng điều hòa nhiệt độ, hạn chế tiếp xúc với bề mặt, không ăn uống trên xe và cần xử lý rác thải cá nhân đúng nơi quy định. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi giao nhận hàng hóa, thanh toán trực tuyến và khử khuẩn hàng hóa khi giao nhận. Không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép hay trốn tránh khai báo y tế, cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời. Cách phá vỡ chuỗi lây nhiễm COVID-19. Mỗi chúng ta đều có thể phá vỡ chuỗi lây nhiễm của COVID-19 bằng những cách thức thiết thực và đơn giản như che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, rửa tay sạch thường xuyên, tránh tụ tập đông người, tránh chạm vào các bề mặt ở nơi công cộng, theo dõi sức khỏe hàng ngày, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ khi có vấn đề về hô hấp. Cài đặt ứng dụng phòng chống dịch. Cài đặt sử dụng một trong các ứng dụng như tờ khai y tế, VHG, nCoV, Bluezone, góp phần theo dõi truy vết F0, F1 hiệu quả thông qua việc quét mã QR code. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân đồng lòng hỗ trợ đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống COVID của Việt Nam nhằm giúp nước ta sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng và đẩy lùi đại dịch COVID-19.